Dạ, thưa anh Thái, tôi là tên là Phạm Xuân Dũng. Dạ, tôi năm nay 60 tuổi. Dạ, tôi bị đau cái đầu gối này từ khoảng 5-6 tháng nay. Dạ, thì đi làm IAM thì người ta nói là bị cái problem là nó có fissure cái meniscus này. Dạ, rồi đi làm cái radio cái passage thì không có problem gì hết. Dạ, từ hồi đau thì tôi phải uống thuốc Voltaren để mà làm giảm đau, uống mỗi ngày như vậy. Dạ, thì còn tôi uống thêm thuốc thuốc thì có những chất như glucosamine với lại chất condroitin để cho nó can mê, nhưng mà vẫn không hết đau anh. Dạ, khi uống thuốc Voltaren thì nó can mê được một chút nhưng mà sau nó lại đau lại, nhưng mỗi ngày đều phải uống hết á. Rồi bác sĩ anh biểu anh phải đi làm cái Dạ gì? thì bác sĩ bảo tôi đi bà Gina bảo tôi chuyển tôi vào cái để làm rheumatologist anh. Thì đi hôm mà tôi làm rheumatologist ở Ninh Bình thì ông bác sĩ cũng bảo làm cái kia đầu gối. Thì tôi được người bạn là anh Trương Đình Hùng á giới thiệu cho anh. Nhưng mà biểu phê làm đầu gối có biểu làm infiltration không hay là Dạ gì? và người ta bảo phải làm như vậy. Rồi anh lấy Dạ hẹn thế 11 tây hay sao? dạ thì tôi lấy hạn ngày 11 tây, mà trước khi ngày 11 tây ấy, thì tôi có phone cho anh thì anh nói là tạm thời thì đừng có làm cái đó rồi, hiện giờ tôi đã anh đi lên cái rendezvous đó để đợi anh làm như thế nào, sau đó thì tính tới nó làm sao. Dạ Đâu bây giờ cái giò nó lết hả? dạ cái này có lết nữa chà. Rồi anh ngồi xuống thử coi. Ngồi không ngồi 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 khom xuống đó. Đứng đứng vậy là khom xuống, đứng vậy coi. Giờ anh đứng vậy coi. Rồi anh khom xuống thử coi. Ok, vậy là không có cái đau lưng Anh nữa. sao? Dạ, thì đau tay cái chỗ khuỷu tay này, cái cùi chỏ này, nó đau. Đau tức là bình thường không đụng tới nó không đau. Không phải như chân, chân lúc nào cũng đau. Thì tay cầm cái gập nặng không nổi anh. Dạ, cầm yếu lắm. Không như mọi khi. Đau chừng khoảng 3 tháng này. Chân thì đau trước, thì sau đau tay. Rồi bây giờ anh đưa cái tay lên coi. Dạ, tay tôi đưa lên không thành vấn đề. Không có thành vấn đề Dạ, hả? nhưng mà cầm cái vật nặng, cầm cái gì nặng thì cầm không nổi. Nó đau hay là nó tê? Nó đau thôi. Nó đau hả? Đau nhưng mà cầm vật nặng không nổi. Chứ bình thường thì không đau. Không phải như kiểu. Anh để cái tay kéo ra làm sao coi. Dạ, đi như thế này anh. Lên Dạ, được được. hả? Vậy không thành vấn Dạ. đề. Đó, quay lại. Quay lại, đi dở cẳng lên, ngó thẳng. Đó, rồi, đứng lại, ngồi xuống thử coi. Cũng còn khó ha. Dạ Rồi cũng đứng còn vậy khó thôi. lắm anh. Ok. Rồi. Đó, được rồi. Rồi đứng dậy. Ngồi xuống mệt. Bây giờ ngồi xuống coi tới chừng nào, tới mức nào được. Đó, rồi đứng dậy coi. Đứng dậy. Đứng dậy. Ok. Anh đi tới coi. Rồi, khỏe rồi, hết lết rồi, đi quay trở lại, quay trở lại. Rồi, quay lại. Rồi, anh ngồi xuống. Ngồi xuống thử coi, tới đâu. Đó. Rồi đứng dậy. Đứng dậy. Bây giờ anh phát biểu coi sao? Sau khi bấm quyền anh thấy như thế nào? Dạ thấy cái mọi khi chân đi thấy nặng nề lắm, phải lết lết. Giờ đi cảm thấy rất là nhẹ rồi, mà đi có vẻ được như bình thường. Mà lúc mà ngồi Ngồi xuống thì xuống. còn yếu, nhưng mà ngồi xuống là mọi khi ngồi xuống rồi là ngồi bẹt luôn, đứng lên không nổi. Muốn đứng lên lại tựa cái gì mới đứng lên nổi. Bây giờ thì đứng lên cũng khó lắm, vẫn còn khó, nhưng mà có thể đứng lên từ từ được, mà đỡ phải viện. Rồi còn cái tay anh cũng sao? Dạ tay cũng cũng thấy có bớt anh, Bớt hả? mà khi co cái co lên nó cũng khó lắm, cầm vật nặng không được. Rồi còn cái lỗ tai Tay thì không không thấy thấy ủ ù nữa nữa anh. hả? Rồi thôi, cảm ơn anh, ráng về tập ha, tập sáng chiều ha, cái ép gối rồi thôi xin. Có đi dễ dàng rồi. Dạ đi dễ dàng mọi khi. Hồi nãy anh đi lên được khó hơn Dạ đúng ha. rồi anh.
thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.